Nhận định bóng đá Tottenham với West Brom. 19 giờ ngày 7 tháng 2, vòng 23 ngoại hạng Anh. Sau 3 trận toàn thua, Tottenham buộc phải có chiến thắng ở vòng 23 ngoại hạng Anh khi đối thủ của họ chỉ là West Brom đang chìm sâu ở top cuối. Cập nhật thông tin trước trận đấu, tỷ lệ kèo. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Tottenham đang trải qua chuỗi ngày đầy giông bão, mất đi Harry Kane vì chấn thương. Son Heung-min cũng không còn thường xuyên tỏa sáng. Đồng thời Spurs đã thua 3 trận liên tiếp và rơi xuống vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng, từ chỗ của một ứng viên vô địch. Giờ đây mục tiêu lọt top 4 còn đang là bài toán khó với thầy trò Jose Mourinho. Hơn lúc nào hết, họ cần một chiến thắng để chấm dứt chuỗi ngày ảm đạm, đồng thời không để các đối thủ bỏ cách quá xa trong cuộc đua vào top đầu. Đối thủ của Tottenham ở vòng 23 này chỉ là West Brom. Đội bóng cũng đang trình diễn bộ mặt rất tệ hại. 4 trận gần nhất ở ngoại hạng Anh, West Brom thua đến 3 và chỉ có 1 trận hòa. Với việc đội cuối bảng Sheffield đang có những chiến thắng trở lại, West Brom lúc này rất dễ rơi xuống đứng cuối ngoại hạng Anh. Với 12 điểm có được sau 22 vòng đấu, cơ hội trụ lại hạng đấu cao nhất nước Anh của West Brom trên lý thuyết là vẫn còn. Dù vậy, nếu không nhanh chóng có được sự bứt phá, cơ hội ở lại của họ có lẽ chỉ nằm trên lý thuyết mà thôi. Dự đoán Tottenham 3-1 West Brom.